Phương thân mến, chào các bạn trở lại với chương trình Câu chuyện trong tuần do kênh YouTube Việt Tân thực hiện. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ trong thời gian qua. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách chia sẻ chương trình đến cho nhiều người cùng xem. Và nếu các bạn chưa ghi danh với kênh YouTube Việt Tân thì hãy bấm nút ghi danh ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, trong chương trình Câu chuyện trong tuần lần này, nhà giáo Phạm Minh Hoàng sẽ chia sẻ quan điểm, nhận xét của ông về dịch viêm phổi Vũ Hán hiện đang khiến cho cả thế giới lo lắng, cũng như những cập nhật về biến cố đồng tâm. Xuân Phương xin kính chào nhà giáo Phạm Minh Hoàng. Vâng, tôi là Phạm Minh Hoàng từ Paris. Xin kính chào chị Xuân Phương và xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Vâng, thưa nhà giáo Phạm Minh Hoàng, tính cho đến ngày 30 tháng Giêng đã có hơn 170 người thiệt mạng vì virus viêm phổi Vũ Hán. Gần 8.000 người bị nhiễm bệnh tại Trung Quốc, gần 60 triệu người đang ở trong những tỉnh thành bị phong tỏa tại Trung Quốc và đã có 68 trường hợp nhiễm bệnh tại các quốc gia khác trên thế giới. Ông đánh giá như thế nào về những biện pháp ngăn ngừa mà chính quyền Trung Quốc đã làm cho đến nay, thưa nhà ông? Thì đúng như là chị Xuân Phương vừa nói thì cái số người chết đã lên tới 170 người và cái số người nhiễm nó lên gần khoảng 8.000 người. Thì cho đến ngày hôm nay tình trạng là phải nói là rất là trầm trọng. Chúng ta đừng có quên là cách đây 17 năm đã xảy ra cái vụ dịch SARS. Cái trận dịch SARS nó kéo dài trong vòng một nửa năm và khoảng chừng 770 người chết. Tuy nhiên lần này cái dịch này nó kéo dài, tôi thấy như là chưa đầy một tháng mà chẳng 170 người chết rồi. Thì cái số thì cái cường độ mà lan truyền, cái cường độ nguy hiểm, tôi nghĩ là nó có là nó có nhiều hơn. Cái việc mà viêm phổi ở Vũ Hán đó, nó xảy ra ở Trung Quốc, thì cho nên tất cả mọi biện pháp đều phải đi từ Trung Quốc ra hết. Thì cho đến ngày hôm nay đó, nhiều người, tôi nói là nhiều người là cả thế giới, gần như cả thế giới đó, và đặc biệt là người Trung Quốc, họ không tin tưởng vào cái sự minh bạch và rút tỉa cái việc mà xảy ra ở cái bệnh dịch SARS cách đây 17 năm. Thì mọi người đều phải nói là minh bạch là cái điều cần thiết. Mà cho đến ngày hôm nay chúng ta thấy là Trung Quốc, những cái gì Trung Quốc họ đưa ra là chỉ là họ đưa ra thôi, chứ ngoài họ cấm, họ không có một cái tin tức nào mà có thể khách quan. Có nhiều đoàn báo chí, có nhiều nước đã đề nghị, mà trong đó có Mỹ. Mỹ đã đề nghị 3 lần để sang xin trợ giúp, mà cho đến ngày hôm nay họ, chính phủ Trung Quốc họ chưa cho phép. Chúng ta cũng đừng quên là Nhật, họ có một cái thiện ý, họ sẽ đưa máy bay qua, họ chở những người nào có nhiễm bệnh trở về Nhật họ điều trị, cho dù người đó là quốc tịch gì chăng nữa. Thì tôi thấy là cả thế giới đó, họ đang chú tâm, họ dành những cái thiện cảm dành cho Trung Quốc, mà trong khi đó người Trung Quốc những cái gì đó đối lại thì nó không có cân xứng. Cho nên là nhiều người cho rằng cái việc mà Trung Quốc họ không minh bạch là cái chuyện rất là rõ ràng. Và sau cùng tôi xin nhắc lại đó, là cái sự việc nó xảy ra ở Vũ Hán đó, thì lúc bắt đầu nó xảy ra thì ông bí thư ở Vũ Hán ông đã biết rồi, nhưng mà ông không có dám tuyên bố là bệnh dịch, ông phải chờ đợi. Thì cho đến tất cả cái việc này á, thì phải nói là cái sự minh bạch của nhà nước Trung Quốc cho đến ngày hôm nay chúng ta chưa thấy. Và cái đó là một cái nỗi lo của mọi người, và đặc biệt là nỗi lo của người Việt Nam. Vâng, riêng tại Việt Nam thì đến ngày 30 tháng Giêng đã có 5 trường hợp bị nhiễm bệnh. Trong số này thì có một người Trung Quốc mà theo báo chí nhà nước đưa tin là đã được chữa khỏi. Việt Nam là một quốc gia nằm sát với Trung Quốc, có đường biên giới với Trung Quốc, có một mối quan hệ chính trị rất là gần gũi với Trung Quốc, giao dịch thương mại, kinh tế rất nhiều với Trung Quốc. Đặc biệt là Việt Nam là một điểm đến của rất đông khách du lịch Trung Quốc. Ông Phạm Minh Hoàng nhận xét gì về phản ứng của người dân và chính quyền Việt Nam đối với tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán thưa ông? Giờ tôi xin trả lời về cái vấn đề như chị vừa đặt ra, vấn đề là Việt Nam, cái phản ứng của người Việt Nam như thế nào. Thì cho đến ngày hôm nay mọi người thật sự mọi người đều lo. Chúng ta đều nhận thấy là chúng ta có đường biên giới rất là dài với Trung Quốc. Chúng ta có, như chị vừa nói, là chúng ta có liên hệ kinh tế, văn hóa và ngoại giao Trung Quốc rất là thân mật. Tuy nhiên trước cái tình trạng này, mọi người mong mỏi rằng là nhà nước phải đóng cửa đường biên giới. Và cái tin tôi mới đọc trên báo thì tôi thấy hình như là ông Nguyễn Xuân Phúc ông cũng bảo là đây là cái chuyện có thể là sẽ phải thực hiện, cũng như là cái tình trạng mà tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
mọi người đều mong chờ cái chuyện đó xảy ra. Tuy nhiên có những cái chuyện mà người ta vẫn chưa có yên tâm được là, thứ nhất chúng ta biết ở đây là dịp Tết, chúng ta thấy hàng ngàn người họ đi tham dự đi chùa, những cái ngôi chùa mà có thể có khoảng hàng chục ngàn người, tôi không biết là chỉ có cần có một người nhiễm bệnh thôi ở trong đó thì là mình, tôi không biết cái tác hại như thế nào nó xảy ra trong lúc này là lúc rất là xấu. Cái thứ hai nữa, ở một vài nơi như là tỉnh Quảng Ninh, họ cho phép các công nhân Trung Quốc về ăn Tết được trở lại làm việc. Đây là cái chuyện mà người ta cũng rất là ngạc nhiên, bởi vì những người đó trở lại làm việc thì họ có thể đem lại cái mầm bệnh. Và sau cùng á, những cái gì đã xảy ra trong quá khứ làm cho người dân, người ta cũng không có tin tưởng lắm. Tôi xin được phép nhắc lại là cái hồi mà cái vụ Formosa xảy ra thì chính phủ, lúc đấy hình như là chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố là đã không có họ không có thể nào mà chấp nhận đổi môi trường để kinh tế phát triển kinh tế được. Có nghĩa là chúng ta sẽ tôn trọng môi trường, không thể nào để kinh tế làm hại môi trường. Nhưng mà cuối cùng cái việc Formosa nó xảy ra thì ai cũng biết rồi. Và gần đây nhất là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói là không chấp nhận để kinh tế mà nó có ảnh hưởng đến đến sức khỏe của người dân. Nó cũng giống như là cái việc mà Nguyễn Xuân Dũng đã tuyên bố cách đây nhiều năm. Thì cho nên là cái lời nói của chính phủ hiện thời nó chưa đi đôi với việc làm, và đó là cái sự lo lắng của người dân mà tôi đo lường được khi mỗi khi tôi tiếp xúc với người ở trong nước. Đúng là yếu tố quan trọng nhất để có thể phòng chống sự lây lan của dịch bệnh một cách có hiệu quả chính là sự minh bạch của chính quyền, của các cơ quan chức năng khi mà họ đưa thông tin cho người dân. Bên cạnh những xôn xao chia sẻ tin tức về tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán thì trong những ngày qua vẫn tiếp tục có nhiều thông tin, hình ảnh liên quan đến Đồng Tâm được lan truyền trên mạng xã hội. Theo ông Phạm Minh Hoàng thì có những thông tin mới nào có thể làm sáng tỏ hơn về cái chết của cụ Lê Đình Kình cũng như của bà sĩ quan công an hay không thưa ông? Vâng, thì gần đây nhất tôi đọc ở trên mạng thì có lời tâm sự của bà quả phụ Lê Đình Kình. Chúng ta đã biết là bà ta đã bị tra tấn, thì đây là một cái việc mà cực kỳ dã man. Rồi chúng ta đã theo dõi thì chúng ta cũng thấy rằng là cũng có nhiều nhiều người họ viết lên những cái suy nghĩ của họ về cái việc này. Tuy nhiên để làm sáng tỏ như là chị Xuân Phương đặt câu hỏi, để làm sáng tỏ thì rất là khó. Chúng ta chỉ có hai cái nguồn thông tin. Nguồn thông tin đầu tiên nó đến từ nhà nước. Thì nhà nước cho đến ngày hôm nay á, họ vẫn xem ông Lê Đình Kình cũng như là những người con của ông ta, những người tạm gọi là những người người bạn, những người nông dân ở trong cái vùng này là những kẻ khủng bố. Họ dùng những lời lẽ của những người này khi mà họ đang bị kích động, khi mà họ bị tức giận, họ dùng những lời này để họ kết án đây là những hành động khủng bố. Và họ vận động dư luận viên một cách mà phải nói là một cái số dư luận viên phải rất là đông để tấn công ông Lê Đình Kình, cá nhân ông Lê Đình Kình, tấn công những người nông dân. Thì tôi nhận thấy là thực sự mà nói, nhà nước họ đã dùng cái tạm gọi những cái độc quyền truyền thông của họ để họ họ tạm gọi như là họ chụp mũ những người này là những người khủng bố. Mà tôi nghĩ là có lẽ không ai tin được những người nông dân, những người chân lấm tay bùn như và những người như ông Lê Đình Kình 84 tuổi, gần 60 tuổi đảng, là những kẻ khủng bố được. Thì một cái nữa là tôi thấy là một cái thật sự là tôi thấy bất mãn là nhà nước đã dùng cái việc đàn áp cái làng Đồng Tâm ở ngay cái thời điểm Tết, cũng như là cách đây một năm họ họ đàn áp ở Lộc Hưng. Họ đàn áp lúc này thực sự người dân đó, người ta phần lớn người ta lo lắng đến cái vụ Tết, thì cho nên là không có ai để ý ấy. Thì nói tóm lại về phía nhà nước, một phần thì họ bêu bêu réo bêu bôi xấu những người này, và phần thứ hai là họ lợi dụng cái thời gian Tết để cho mọi mọi chuyện nó quên đi. Cái thứ hai nữa về cái chết của ba người công an thì trong những cái bài viết có cả hình ảnh thì chúng ta mới thấy đây là một sự phải nói rằng là vô cùng mâu thuẫn. Ba người công an này đều là ba sĩ quan, mà đây là những sĩ quan tạm gọi như là chúng ta xài những cái sĩ quan mà cơ động, cảnh sát cơ động, là những người được huấn luyện rất là phải nói rất là bài bản kỹ càng và họ có thể lực rất là tốt,
muốn tham dự vào cái cơ quan này không phải là dễ dàng. Vậy mà chị họ chỉ rơi vào cái giếng này, tôi nhìn theo cái nhìn tôi nhìn đó, thì nó không có lớn lắm, tôi nói là chiều rộng đó. Nó không có lớn lắm, cũng không có sâu lắm. Ba người lính này chỉ đứng lên vai nhau là họ đủ có thể vượt qua được cái giếng được rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chung quanh ba người lính này là cả ngàn cảnh sát cơ động đứng chung quanh, không ai biết họ. Họ có thể bắn một khẩu súng, họ chỉ có thể la lên được. Và làm sao mà không có thể cứu họ được. Và cái thứ ba nữa là ba người này đều là ba đơn vị khác nhau, là cái chuyện rất là ngạc nhiên. Và sau cùng tôi có muốn thêm một ý như thế này. Cái việc á, mà đưa bốn người thân của cụ Quỳnh, xin lỗi của cụ Kình lên thú tội trước trên trên TV á, trên các truyền thông á, đó là cái chuyện sai luật hoàn toàn. Vì theo luật pháp của Việt Nam á, khi mà mọi người đều coi như là vô tội khi mà chưa có một cái bản án có giá trị pháp lý. Vậy khi mà chưa có bản án có gì pháp lý là tại sao đưa người ta lên bắt người ta phải thú tội? Tôi xài chữ là bắt, bởi vì làm sao? Tại nếu mà để nguyên như vậy chắc chắn là họ không phải là họ sẽ không thú tội, tại vì họ cũng làm cái chuyện đấy. Mà chúng ta đừng quên là những khuôn mặt của họ đều bị biến dạng hết, có những người bị tôi có cảm tưởng như là họ bị trích điện. Thì những lời khai như thế nó không có đủ bằng cớ để buộc tội của họ. Và đây là một nhà nước vẫn tuyên bố đây là một nhà nước pháp quyền mà phải dùng những cái thủ đoạn pháp lý như thế để tạm gọi như triệt hạ những người dân đồng tâm, là những người nông dân bình thường, họ không biết luật, họ không biết cái gì cả. Thì tôi xin không biết phải xài chữ gì hơn là cái chữ thật là hèn hạ khi mà phải dùng những cái biện pháp đấy để đối phó những người dân là chân lấm tay bùn và đã đóng góp cho tạm gọi như cho cái việc mà chiến thắng của Đảng Cộng sản. Ông Phạm Minh Hoàng vừa nhắc là cụ Lê Đình Kình là một đảng viên với gần 60 năm tuổi đảng. Vậy theo ông thì cái chết của cụ Kình như vậy có làm thức tỉnh, có đánh động một thành phần trong dân chúng vẫn còn tin tưởng vào chiến dịch chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng hay không? Thì cho đến ngày hôm nay thì thực sự mà nói là những cái gì mà nhà nước đưa ra đó thì đây là mâu thuẫn, đây là mâu thuẫn. Thì tôi nghĩ là cho đến ngày hôm nay chỉ có những người mà hưởng bổng lộc của nhà nước, chỉ có những người nào còn mù quáng tin vào nhà nước, tin vào Đảng Cộng sản thì mới có thể tin vào là cụ Kình cũng như những người con là những kẻ khủng bố. Thì những cái gì xảy ra đó, thì phải nói là đây là cái bài học. Và tôi nghĩ là chỉ có những con người, tôi không biết phải xài chữ gì, đặt cái đồng tiền lên trên hết mới có thể là bênh vực cho Đảng, mới có thể bênh vực cho cái hành động đàn áp của một con người như ông Lê Đình Kình. Tôi nghĩ là theo tôi nhận xét cá nhân của tôi, đến ngày hôm nay có lẽ là rất là nhiều người đảng viên có, không đảng viên cũng có, họ đã nhìn ra sự thật. Họ nhìn ra là những cái gì đảng nói là gian dối. Cho dù hôm nay họ có xử một vài người như là ông Trịnh Minh Tuấn, ông Nguyễn Bắc Son là những bộ trưởng, nhưng mà những người này có tội hoàn toàn. Trong khi đó, những người nông dân trong suốt cuộc đời họ suốt bỏ cả cuộc đời của họ ra, và thậm chí cả con cháu của họ, các thế hệ của họ đi theo đảng, đóng góp cho đảng, nuôi dưỡng biết bao nhiêu là du kích của Cộng sản, mà cho đến ngày hôm nay họ những người đầu tiên phải trả giá. Thì tôi nghĩ là cái vụ đồng tâm này nó sẽ thay đổi cái sự suy nghĩ của rất là nhiều người. Tuy nhiên hoàn cảnh của chúng ta, đất nước chúng ta, những người này họ chưa có đủ khả năng, chưa có đủ điều kiện để bày tỏ cái sự bất mãn, bày tỏ cái sự giận dữ của họ đối với nhà nước. Vâng, rõ ràng là vấn đề thu hồi cưỡng chế đất tại Việt Nam trong mấy chục năm qua đã khiến cho rất nhiều người đau khổ, mà sự phản kháng của người dân cũng mạnh mẽ hơn trước, nhưng ngược lại, chính quyền cũng đã tỏ ra ngày càng tàn bạo hơn. Theo Phạm Minh Hoàng, có cách nào để mà tránh cho một biến cố tang thương đồng tâm xảy ra nữa hay không thưa ông? Vâng, tôi đã có dịp trình bày. Cái việc đầu tiên làm dễ làm nhất là sửa luật đất đai. Chúng ta đừng quên được là cái vụ đồng tâm đấy không phải là vụ đầu tiên, mà chắc chắn không phải là vụ sau cùng. Tôi đã sống ở Việt Nam được gần 20 năm, tôi đã chứng kiến hàng ngàn người họ nằm la liệt ở ngoài Thảo Cầm Viên, ở trước văn phòng của chính phủ.
họ nằm gần một năm trời trong mưa gió, trong bão bùng. Tôi đã thấy chứng kiến hàng trăm người đã xuống đường ở đường Nguyễn Văn Trỗi là văn phòng Quốc hội. Và tôi đã thấy rất là nhiều người dân oan họ nằm la liệt ở trên đường Võ Thị Sáu là cái nơi là cái văn phòng thanh tra của chính phủ. Sau này chúng ta mới nghe những cái tin là chẳng hạn như là những cái tên là Văn Giang, Dương Nội, Lộc Hưng, Thủ Thiêm và hôm nay là Đồng Tâm. Thì những cái chuyện này nó không sẽ không nó còn tiếp tục kéo dài nếu mà chúng ta không thay đổi. Tuy nhiên để trả lời câu hỏi của chị Xuân Phương á, những cái, để thay đổi thực sự nếu mà nhà nước không có chịu thay đổi cái bộ luật đó, thì chúng ta chỉ có một cách là chúng ta phải kết đoàn lại với nhau. Chúng ta không thể nào nói rằng cái vụ Đồng Tâm là của người Đồng Tâm, cái vụ Dương Nội là của người Dương Nội, cái vụ Thủ Thiêm là của người Thủ Thiêm. Chúng ta phải làm bằng cách nào đó, chúng ta phải kết kết hợp lại với nhau. Những người nạn nhân đó, những người ở Thủ Thiêm sẽ phải đến hợp tác, đồng hành cũng như người dân ở Lộc Hưng. Những người dân ở Dương Nội sẽ phải hợp tác, đồng hành cũng người người dân ở Đồng Tâm. Phải tạo ra sức mạnh như vậy. Thì lúc đó tôi nghĩ có thể chuyển biến. Tuy nhiên khi mà tôi nói như vậy thì chắc chắn mọi người sẽ nói là cũng như là chị Xuân Phương cũng vừa nói là nhà nước sẽ có những biện pháp đàn áp. Tôi nghĩ rằng là chắc chắn cái chuyện nó sẽ xảy ra. Chúng ta đã từng biết là đã có bao nhiêu vụ xảy ra từ tôi đã vừa kể Thảo Cầm Viên, Võ Thị Sáu, Văn Giang, Dương Nội. Nhưng mà đây theo tôi đó, lần đầu tiên nó xảy ra một cái án mạng và một sự ám sát, một cái chết cực kỳ đau thương. Tôi nghĩ là chúng ta phải tôi xin được phép xài cái chữ là chúng ta phải chấp nhận hy sinh. Chúng ta đã có một ông Lê Đình Kình rồi, chúng ta phải có nhiều ông Lê Đình Kình nữa thì mới có thể là có thể thay đổi được. Một khi mà ý thức của người dân, của tầng lớp, không chỉ có tầng lớp nông dân mà cũng có tầng lớp trí thức mà thay đổi, họ tham gia vào khi mà người dân, người nông dân họ kết hợp lại với nhau, có sự đóng góp, có sự hỗ trợ của các tầng lớp trí thức, những người tạm gọi như ở thành thị, thì lúc đó tình hình sẽ thay đổi. Tôi chỉ muốn nói đây là đó là cái nhu cầu đoàn kết kết hợp lại với nhau giữa những người nạn nhân, thì cái đoàn kết, cái sự đoàn kết của những nạn nhân đó sẽ tạo ra một cái chuyển biến tích cực trong tập thể dân chúng. Chúng ta cũng thấy là bây giờ có rất là nhiều đảng viên cũng như là cựu đảng viên đã lên tiếng, có nhiều trí thức đã lên tiếng, và đặc biệt là trong giới luật sư đã lên tiếng về cái việc là những cái việc đất đai như vậy. Thì tôi hy vọng là sẽ có trong tương lai, những nếu mà những vụ xảy ra thì người dân sẽ tìm ra những cái cách mà để kết hợp gắn kết với nhau để sau đó người dân trong cả nước họ đồng lòng họ ủng hộ, thì lúc đó tôi nghĩ mới có thể tạo ra một cái chuyển biến tích cực để giải quyết cái vấn đề đất đai này nó tồn đọng từ từ nửa thế kỷ này. Vâng, chính thực vấn đề thu hồi cưỡng chế đất không phải là một vấn đề riêng của Đồng Tâm hay của vườn rau Lộc Hưng hay của Thủ Thiêm hay của Dương Nội, mà nó là một vấn đề của cả toàn dân Việt Nam. Vì vậy, phải có sự lên tiếng của toàn dân thì điều này mới thay đổi được, thì mới tránh để mà không có một biến cố tang thương Đồng Tâm nữa xảy ra. Rất cảm ơn nhà giáo Phạm Minh Hoàng đã dành thời gian để chia sẻ quan điểm nhận xét của ông với các bạn đang theo dõi chương trình Câu chuyện trong tuần. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ông trong những chương trình lần tới. Vâng, xin kính chào quý vị, cũng xin cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian theo dõi và xin kính hẹn quý vị trong những chương trình tới. Xuân Phương cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi và rất mong nhận được nhiều góp ý của các bạn. Và mong các bạn cũng chia sẻ chương trình đến cho nhiều người cùng xem. Và nếu các bạn chưa ghi danh với kênh YouTube Việt Tân thì đừng quên ghi danh. Xuân Phương xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần tới trên kênh YouTube Việt Tân.